rồi, mình xin chào tất cả các bạn đến với kênh YouTube của mình nha. Hiện tại thì mình đang có mặt ở cầu Mang Thích, tỉnh Vĩnh Long nha các bạn, để cập nhật cái tình hình ở cái cầu này cho các bạn và mọi người cùng biết ha. Đây, hiện tại thì ở đây thì vẫn đang điều tiết ghe qua lại các bạn ơi. Nè, là hiện tại cái cầu này là đang cấm xe trên 30 chỗ các bạn. Còn xe đối với xe tải thì đang cấm xe trên 10 tấn các bạn. Còn xe nhỏ thì mình lưu thông qua lại bình thường nha. Còn chiếc xà lan mà va chạm hôm bữa là có chiều dài là 42m ha. Còn có chiều ngang là 12, còn mạn là 3m3 ha. Cái va chạm vô cái chân cầu dưới đây, chân chỗ đang thi công rồi nữa ha, đang neo nhổ đó, là đang có chở gần 1.000 khối đá nha các bạn, đá mi các bạn, đổ dưới chân cầu luôn ha. Ở đây thì mình thấy có một chiếc tàu kéo nè, tàu kéo mini các bạn, kéo mấy cái chiếc sáng đi làm các bạn ơi. Nè, mấy chiếc này thì đa số làm công trình ha, đang lưu thông qua cây cầu Mang Thích ha. Cầu thì bây giờ là đang bố trí phao dưới đèn tín hiệu ha, để ban đêm mà mình đi cho nó dễ dàng ha. Anh chị nào đi tàu dưới mà thuyền qua đây thì mình cứ chạy tới đây thì mình chạy từ từ thôi ha, tại vì là ở đây đang làm công trình nên là rất là khó khăn ha. Như nhất là khi trời mưa và dắt chiều tối ban đêm nữa, đây rất là nên rất là cẩn thận ha, để tránh những cái sự cố nữa các bạn. Nó đang kéo chiếc tàu kéo, thì tàu kéo mini ha. Còn ở đây là mấy anh bên đội tàu kéo nha các bạn, để chuẩn bị trục vớt cái chiếc xà lan lại. Nó đang đi tiến qua cầu ha. Nói chung là có cái chiếc xà lan của công trình đang thi công đậu ở đó để dỡ những cái cọc bê tông cũ các bạn. Nên là mình đi ngang đây thì cũng hết sức cẩn thận ha. Hình như là nhổ rồi hết một bên ha, còn một bên các bạn. Đây thì mình cấy có một chiếc xà lan khô, chở hàng khô nha, đang chạy qua cầu nè. Tới đây thì chạy chậm, không có dám chạy nhanh này, chạy lê gai qua nè. Rồi ảnh lên ga luôn rồi. Rồi bên đây là bên đội tàu kéo nha các bạn, đang tiến hành là chờ các bạn. Vậy đó hả? Xíu nó lật lại luôn à. Mấy anh này là mấy anh em bên thợ lặn nha các bạn. Đó, còn tàu kéo thì đang chờ thêm, đang đậu mấy chiếc đang neo đậu đằng kia ha. Đây, còn cái chiếc bon mà hôm bữa đây nè, đang neo gia cố vô đây ha. Đang gia cố vô cái bãi nha bạn, cái bãi này để lên xuống hàng hóa nè. Chiếc này rất là lớn nha, chiếc này mình xin nhắc lại là có chiều ngang là 12m nha, chiều dài là 42m và chiều cao mạng là 3m3. Bữa đó là đang chở là gần 1.000 khối đá mi ha, đổ ngay xuống dưới chân cầu Mang Thích luôn. Quá trời chiếc này bạn, nó bự ha. Chiếc này nói chung là kéo lại cũng rất là vất vả lắm bạn, khủng khiếp luôn. Đó, đây là một cái góc nhìn toàn cảnh cái chiếc đây bạn, đang được neo đậu vô đây ha. Hết biết rồi. Rồi anh chị nào mà qua đây thì cứ đi từ từ thôi ha các bạn. Đã tầm khoảng cỡ 1-2 ngày nữa mới giải quyết xong hết cái chiếc xà lan này bạn. Còn cây cầu đó thì không biết tới khi nào ha. Nói chung là mấy anh em đặt cầu kia thì vẫn đang tiếp tục với tháo dỡ nha bạn, mấy cái móng cầu dưới kia ha, cho để rất là nguy hiểm. Nên là các anh chị cứ đi qua đây thì cứ chạy từ từ thôi ha. Ban đêm mới dưới trời mưa gió này kia là mình cứ chạy từ từ thoải mái thôi, chứ không cần phải chạy gấp ha.
Cái này theo cái thông tin mà mình được biết từ người dân chia sẻ lại ha, là cái bữa đó là trời mưa các bạn, trời mưa khuất tầm nhìn ha, rồi bắt đầu mới va chạm vô cái cầu bạn. Xà lan thì bị lủng ha, rồi mấy đầu lật úp lại ha, lật úp rồi mấy cọ vô cái dầm cầu ha. Đó, các bạn thấy là lủng đây ha, cái bánh lái này là lủng lâu rồi nè, còn cái này là cái gì mình không biết luôn, quá trời vết tích ngay đây nè. Để mình đi dài dài mình kiếm cái chỗ lủng nha các bạn, không biết có lủng chỗ nào ha. Nói chung là mình chưa tìm thấy cái chỗ lủng ha. Các bạn thấy là nhìn như cái tàu sân bay này rất là lớn ha, quá khứ rồi. Chuyến này thì theo mình thấy rất là bự ha. Thì sau một hồi tìm kiếm thì mình không phát hiện cái chỗ lủng các bạn, mình chỉ thấy được cái chỗ là cọ quẹt và mớp vô đây ha. Theo mình nghĩ là chắc có lẽ là nó bị lủng ngay chỗ này các bạn, chỗ này nè ha, chỗ này là cái chỗ mới nhất. Theo mình nghĩ là trong đây ha, cái này là mình thấy có hai lớp luôn nè, xà lan này chắc hai lớp các bạn ơi, sắt rất là dày ha, vậy là cái này là lủng vô đây rồi chứ không đâu nữa rồi. Đang qua cầu, cầu này là cầu Mang Thất nha các bạn, nó đang đi đường hẹp á, tại vì chỗ này là đang thi công dỡ tháo cái cầu cũ các bạn, nên đi ngang chỗ này cũng nguy hiểm nha các bạn. Cái này là mình chia sẻ đến cho các anh chị em mà đi bằng đêm rồi đó, là biết cái ở đây có cái công trình đang thi công các bạn, nên là chú ý ha. Chiếc này của Đồng Tháp rồi đó, ngoài đây thì có cái đống đá nè bạn thấy không, cái chân cầu cũ nè, cái đường nó cũng rất là hẹp ha. À, mình đến đây mình cập nhật cái tình hình cho các bạn xem ha. Ở đây thì mình có thấy một chiếc con các bạn, chiếc này theo mình thấy là cũng khá bự ha, đang được cái tàu kéo ủi đi các bạn. Mấy cái cây cầu này cũng rất là khó khăn nha các bạn, cái đường quá hẹp luôn. Ồ, cái tàu kéo này cái màu nước sơn rất là đẹp ha, nguyên một xanh luôn nè, đại thắng luôn nè, đại thắng chạy đâu là thắng đó ha các bạn. Mình zoom lại có thấy cái máy không đây nè, trong đây là cái hầm máy này. Cái này là không biết dở tới khi nào mới xong hết các bạn. Nước đang gồng rồi các bạn. Tiếp theo là một chiếc xà lan này chở dầu nha. Đó, đang dần tiến tới cái chân. Ở đây là mấy cái cây sắt các bạn thấy cặm để chừng đừng cho xà lan mà va vô đây ha. Đây là chỗ đóng rồi nè. Rất là cao luôn ha. Bạn thấy muốn đụng ở trên cái đây luôn nè. Ở đây là cũng có một chiếc đó nè. Nhìn cái nắp là mình biết à. Lái
qua chỗ này cũng nói chung là cũng khó các bạn. Phải cẩn thận nha. Những cái lúc mà trời mưa á. Trời mưa tại vì khuất tầm nhìn quan sát ha, nên là rất nguy hiểm ha. Dưới bằng đêm rồi đó. Ở đây thì có một chiếc ghe chở tràm. Tràm mà chắc mua về làm cừ nè. Nó chở về mấy cái bãi ha. Mấy chiếc nãy giờ ngang đây là không có dám chạy nha, bây giờ là phải thả thôi. Thả lai gai ha. Nhìn rất là nguy hiểm ha. Chung là cặm để đừng có cho dai đây nè. Dai vô đây là ngay cái chân cầu cũng đang tháo dỡ nha. Nhưng mà không biết khi nào mới xong đâu. Đây ở phía mà hạ lưu dưới này thì đang dòng cục kia luôn nè. Đang lạng lách lên từ nào dưới đây này. Dưới kia đang lạng qua đầu luôn rồi. Hai chiếc đó nhìn đi chung hết rồi. Nhìn cái màu xanh nhìn y gian luôn rồi. Và chở thì mình thấy cũng giống luôn. Ôi giời kìa. Quá chạy vậy. Dưới đó đi qua cua mình bắn được kìa. Dưới kia có cái cua ha. Cái này là mình zoom hơi xa nên là nó không có rõ, các bạn cũng thông cảm ha. Đó, chiếc kia qua cua, chiếc này gieo lại. Quá. Bắt thứ ở dưới rồi. Tiếp theo là một chiếc xà lan chở hàng khô nữa ha. Có nắp đậy kìa. Chiếc này có cái màu rất sơn rất là đẹp luôn. Cái này rất là to ha, chợ chưa có hàng ha nên là rất là nổi trên luôn nè. Quá trời, con khủng long này đi qua cầu nè. Đang từ từ đi vô cái cầu hết rồi. Cái này nó ngược sáng hay hơi tối ha. Đó. Thấy cái trụ đó là mình thấy quảng hồng vía. Rồi mấy anh này cũng chụp hình gì đây nè. Rồi, chiếc này có cái bảng số cũng rất là đẹp ha. Cái màu sơn này rất là tươi luôn. Mình thấy có một chiếc tàu du lịch ha. Chiếc tàu này bằng gỗ ha, mình thấy rất là đẹp luôn đây. Wow. Chiếc này có 2 tầng ha. Có một tầng thượng, sân thượng ở trên đó kìa. Lên đó mà ngắm cảnh này kia là đi xuyên đi thiệt luôn á. Rất là đẹp luôn. Chiếc này là hoàn toàn là mình thấy bằng gỗ ha. Quá đẹp luôn. Mấy chiếc này là của mấy công ty du lịch ha. Đang đi qua đây. Quá đẹp. Lúc này là nước ròng nha các bạn. Tại vì nước lớn thì có thể đi hơi chậm nha. Nước ròng thì đi ngang đây cũng đỡ ha. Không có cần phải canh. Nếu mà nước lớn thì phải canh cẩn thận ha. Cái này là có chiều cao theo chỗ cầu để là mình thấy chiều cao là 7m ha. Còn bề ngang của cái dập cầu này thì khoảng 20m ha. Phía này thì mình có thấy một chiếc xà lan đang đi nước ngược ha. Đang chở rất là nhiều cát luôn đây. Đang chuẩn bị qua cầu này.
không phải chú. Lúc này là đang đi nước ngược cho các bạn. Nước ngược chạy qua đây rất là đuối luôn nè. Chiếc này nó có 2-3 màu luôn ha. Cabin thì mới sơn nè. Trên cái bon thì sơn màu xanh xanh, đỏ đỏ, chóc chóc nè. Hôm trước thì màu xanh lá cây luôn. Đủ màu chưa? Gọi đang nhóm hết ga hay sao kìa. Đây nè. Đi đường ngược nước qua đây mà chỗ này nó nhỏ nữa thì phải chạy hết ga ha. Vô đây phải tăng tốc luôn. Sông này là các bạn biết là nó cũng nước chảy ra sông lớn nha ha, ra biển á. Nên là nước đang giờ là đang ròng à. Nước chảy rất là ghê luôn. Đang đi qua đây đây. Cái mũi gần tới chân cầu à. Chỗ này thì có một cái chân cầu à, đang tháo dỡ ha. Mình thấy cái đống này nó khủng khiếp. Qua đây chắc chắn sẽ có lâm ga ha. Bên kia bên này cũng có chân cầu ở đây nè. Bên này thì tháo dỡ được mới rồi. Bên này thì mới đập xuống mới như này thôi. Còn sắt lõm chõm mà nhìn thấy khủng khiếp không? Nhìn ớn ăn rồi chứ. Chiếc này thì đang xuống ha. Đa số xà lan bên đây mình thấy là đều là có nắp hầm ở trên hết ha. Chiếc đang qua mặt hai chiếc này nè. Nên là bắt đầu chạy chậm chậm lại ha. Chiếc này đang bơm hết ga luôn nè. Âm thanh nghe cũng rất là khủng khiếp luôn. Đi đâu mà anh về ra là có thể là đậu phía ngoài quá nên là bắt đầu ảnh về vô trong ha, tại vì đậu phía ngoài đang đêm rất là nguy hiểm luôn. Wow, dữ rồi rồi cái âm thanh nghe rất là phê luôn, cái tiếng turbo cái lưỡi gà nó gáy các bạn nghe rất là tê người luôn á. Thôi ở trên không cần lái luôn nữa không, cái hoa lăng nó vẫn quay điều khiển ha. Cái này nếu mà nhìn không rõ tính đâu là tạo tự động luôn ha. Và thực tế là ở trên là trời mưa là người ta chui xuống dưới ha, mát mẻ thì người ta lên trên người ta chạy trên ha. Rồi ghe ra hai chế độ dữ wow. Rồi chiếc này cũng di chuyển đi luôn rồi nè. Chiếc này cũng có thể là bị gì đây mà hai anh tàu kéo ra nè. Rồi như chiếc này bị gì mà có tàu kéo sẵn ở đây ra hỗ trợ luôn rồi nè. Rồi gì đây, gì kỳ vậy, có người hỗ trợ không? Chiếc kia sao mình thấy trôi đi luôn rồi nè, thì là không phải ha, sao mà trôi xuống đây nè. Để làm nhiều cái bến này để cho chúng ta đang ở đây.